Bạn thử nghĩ xem, bây giờ tại sao không phải là bạn sẽ theo đuổi những cái mục tiêu cá nhân của bản thân mình, còn cô ấy sẽ là người theo đuổi bạn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trấn Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video mà chắc là nó cực kỳ hữu ích với các bạn. Đó chính là cách để khiến con gái theo đuổi bạn. Câu chuyện này của thằng Minh mình đã từng kể với các bạn rồi. Đó là ngày xưa ấy, thằng Minh nó có thích một bạn nữ trong lớp. Và nó luôn luôn tìm cách để ngồi gần bạn nữ này, rồi luôn luôn nhìn bạn đấy rất là nhiều. Kiểu nó có một cái sự crush cực mạnh với bạn nữ này. Và nhắc đến cái bạn nữ này thì như kiểu là một nữ thần trong lòng nó ấy. Các bạn phải hiểu là cứ sơ hở là nó lại nhắc đến bạn ấy. Thế nhưng bạn biết không, nó chưa một lần dám tỏ tình với bạn nữ ấy, và cũng chưa một lần dám bắt chuyện với người ta. Lần duy nhất nó khen bạn nữ ấy đó là khen chữ bạn đẹp thế. Ừ, ổn. Đấy, đại khái là nó luôn luôn chỉ biết theo dõi người ta, rồi là theo dõi người ta cả trên mạng xã hội, rồi ôm hy vọng. Cho đến một ngày thì nó thấy bạn nữ ấy up ảnh với một thằng khác, và bạn nữ đấy lại chính là người theo đuổi cái thằng kia. Mình vẫn nhớ cái thằng đấy là kiểu cũng lạnh lùng, kiểu cũng hơi kiểu thờ ơ rồi tốn gái đấy. Đấy, thế mà nó lại có người yêu, trong khi cái thằng Minh bạn mình rất là yêu quý, rất là quan tâm, để ý đến cái bạn nữ kia thì lại chả có. Và có một cái sự thật rằng là hầu hết nha, hầu hết ở trong phim, những cái chàng trai mà tốt bụng này luôn luôn bên cạnh nữ chính này, an ủi, quan tâm, lau những giọt nước mắt cho nữ chính, thì lại luôn luôn là người không bao giờ có được nữ chính. Cái người mà luôn luôn đối xử dịu dàng, luôn luôn nhớ ngày sinh nhật thì lại không bao giờ có được trái tim nữ chính. Mà cái người mà nữ chính thích ấy thì lại luôn luôn là người lạnh lùng này, thờ ơ, hơi ích kỷ một chút, rồi hơi phũ phàng một chút, thậm chí là còn mỏ hỗn nữa. Và có lẽ thì rất là ít người nói cho các bạn nghe rằng là sự thật rằng là những người con trai như thế thì lại được các cô gái thường xuyên yêu thích. Có thể ngay lúc này cái cô gái mà bạn đang theo đuổi ấy thì lại đang theo đuổi một chàng trai khác, cái người mà đang bận theo đuổi những cái mục tiêu riêng của bản thân. Có thể thì bây giờ bạn tạm ngừng lại và nhìn nhận cái mối quan hệ giữa bạn và họ ấy, thì có thể bạn sẽ nhận ra rằng là khi mà bạn càng muốn tiến gần đến họ ấy, thì họ lại càng muốn tiến xa bạn. Bạn thử nghĩ xem, bây giờ tại sao không phải là bạn sẽ theo đuổi những cái mục tiêu cá nhân của bản thân mình, còn cô ấy sẽ là người theo đuổi bạn. Và trong quá trình mà bạn bận bịu đấy thì bạn sẽ dành ra một chút thời gian để cho cô gái ấy. Thế có phải là nó ngầu hơn không? Bạn có công nhận rằng là bạn có thể áp dụng rất là nhiều cách để theo đuổi một cô gái vừa không tốn tiền, vừa không tốn thời gian, thế nhưng mà nó lại không có tác dụng không? Vậy thì lúc này sẽ có hai khả năng. Một là hai bạn không phải là gu của nhau, còn hai là bạn đã áp dụng sai cách. Vậy thì làm thế nào để con gái theo đuổi bạn? Mình biết ấy, nghe thì nó rất là ngược đời so với những cách bình thường mà mọi người hay làm. Nhưng mà bạn ở đây và xem clip này bởi vì chắc chắn là bạn đã từng áp dụng những cách khác rồi, thế nhưng mà nó chưa hiệu quả. Bạn ở đây, bạn xem video này vì bạn đang ở trong hoàn cảnh là bạn đang cố theo đuổi họ, thế nhưng mà họ thì lại đang đuổi theo một người khác. Vì vậy, để một cô gái theo đuổi bạn chính là bạn hãy trở nên hấp dẫn hơn ở thật là nhiều những cái khía cạnh. Cái ở đây đầu tiên mình muốn nói đến ấy chính là cái sự hấp dẫn ở ngoại hình của bạn. Giờ bạn có một cái body săn chắc ấy thì nhìn bạn cũng đã khá là khác biệt so với cái mức trung bình con trai ở xung quanh rồi. Hoặc là bạn tỏa ra một cái năng lượng hấp dẫn khi mà bạn có thể nói chuyện với một cô gái lạ mà bạn không hề cảm thấy ngại ngùng, và cái năng lượng của bạn nó tích cực. Và rồi lại phải nhắc đó là nếu như mà các bạn đang béo quá ấy, thì các bạn có thể hãy cố gắng giảm cân đi, bởi vì khi giảm cân ấy thì bạn sẽ đẹp trai hơn rất nhiều. Bạn có thể dùng Coffee Idol Slim nhá. Đây là một sản phẩm ấy có rất là nhiều bạn đã sử dụng và giảm cân thành công rồi. Và nếu như các bạn quan tâm ấy thì có thể nhắn tin cho mình qua Insta của mình phuongthao.zoe nhá. Mình hứa là sẽ rep các bạn và tư vấn cho các bạn sớm nhất có thể. Rồi quay trở lại với video này, khi mà bạn đã rất là quen với việc bắt chuyện và nói chuyện với con gái rồi, thì cái việc mà bạn nói chuyện với con gái đột nhiên nhá, trở nên tự nhiên hơn rất là nhiều, trở nên nó mượt mà hơn. Kiểu nó sẽ mang lại cái cảm giác casual và kiểu chill, chứ không phải giống mấy người mà bắt chuyện với con gái xong rồi làm một cái hành động kỳ lạ, xong rồi tỏ ra là rất là ngại ngùng, bối rối, và thậm chí là còn có thể nói lắp nữa. Điều mà rất nhiều con trai đang làm hiện nay, và bạn cũng không muốn tỏa ra cái năng lượng là ở bây giờ bạn đang vã lắm rồi. Đó là cái điều tệ nhất luôn. Nó sẽ vừa giết chết cái sự thu hút của bạn,
cũng vừa khiến cho con gái sẽ sợ bạn luôn nữa. Rất nhiều đàn ông bị cái này ấy, bởi vì là họ bị FA quá là lâu ấy. Vậy thì phải làm sao để bỏ đi cái năng lượng vã này? Bởi vì bạn biết sao không? Khi mà bạn dừng tìm kiếm tình yêu ấy, đấy chính là cái lúc mà con gái cảm thấy rằng là bạn thú vị. Bây giờ các bạn để ý mà xem, mấy cái ông con trai ấy mà cứ kiểu suốt ngày mồm miệng này, xong rồi nói nhiều này, chắc chắn sẽ không được con gái thích nhiều bằng mấy cái ông kiểu cứ im im, thờ ơ lạnh lùng đâu. Mình ấy làm con gái hơn 20 năm nay, mình còn lạ cái gì? Vậy thì bây giờ làm thế nào để bớt vã thì chúng ta sẽ có hai cách này. Bước thứ nhất là bạn trở nên giàu vãi nổi. Bạn xua tay con gái vẫn cứ ùa đến với bạn. Và lúc này thì đương nhiên bạn chả cần việc gì phải vã cả. Bước thứ hai đó là fake it till you make it. Tức là bạn có thể tự lập trình lại tâm trí của bạn, tự nhắc nhở với bản thân mình rằng là chúng ta không cần phải quá cần phụ nữ. Không người này thì người khác, ngoài kia còn rất là nhiều phụ nữ. Và vì vậy chúng ta không cần phải quá vồn vã với một đối tượng. Hoặc thậm chí nghe thì nó có vẻ hơi ngu, nhưng mà bạn có thể tự nhắc nhở bản thân mình là ngoài kia có rất nhiều cô gái đang thích bạn. Một người bạn của mình ấy, thì anh ấy đã đi từ việc bị một cô bạn gái yêu 4 năm cắm sừng trở thành một người mà có rất nhiều các cô gái xung quanh thích, mà anh ấy vẫn từ chối hẹn hò với người ta. Đấy, anh ấy đã đi từ cái bước là từ một người 27 năm nhá, chỉ biết hôn một người thôi, trở thành một người mà có rất là nhiều chị em xung quanh thích này, muốn tán tỉnh này, muốn theo đuổi. Rồi bây giờ các bạn nghe thì có vẻ rất là ảo đúng không? Nhưng mà làm sao để mà có thể làm được như thế? Cái này ấy, thì nó rất là thực tế, bởi vì nó là một cái trường hợp có thật, chứ nó không phải là xuất phát từ những cái lời khuyên sáo rỗng các bạn nghe được. Điều mà anh bạn mình làm để thực sự thay đổi mọi thứ ấy, đó chính là việc bắt đầu thay đổi từ chính bản thân. Anh ấy kể rằng là cái thời gian đầu mà mới bị cắm sừng ấy, thì anh ấy rất là tự trách bản thân mình này. Kiểu trách rằng là bản thân mình nghèo, vô dụng, rồi xấu, nên là người yêu mới chê, mới cắm sừng. Và kiểu từ giờ sẽ không có một đứa con gái nào yêu anh ấy và muốn lấy anh ấy nữa. Và anh ấy rất là suy sụp. Thực sự luôn, nghe nó có ảo chó không? Mình cũng không thể nào mà hiểu được nữa. Nhưng mà ông anh ấy suy sụp đến mức mà thậm chí còn muốn tự tử cơ. Nhưng mà về sau đấy thì ông ấy kiểu tự thay đổi cái nhìn về chính bản thân. Đó là việc ông ấy tự nhìn nhận bản thân mình là một người khác. Ông ấy tự nhận bản thân mình như kiểu là Tommy Shelby trong Peaky Blinders. Bạn nào mà xem phim này rồi thì sẽ biết nhân vật nam chính ấy là kiểu như kiểu là hơi alpha male một chút ấy, nhưng mà rồi kiểu ngầu lòi, xong rồi lạnh lùng. Đấy, ông này ông ấy như kiểu tự tẩy não và tin rằng mình chính là Tommy Shelby. Ông ấy hành động và có những cái giá trị cốt lõi như là cái nhân vật đấy luôn. Kiểu rất tôn trọng những cái giá trị về gia đình, rất giỏi, rất nhiều tiền, bla bla. Và kiểu rồi từ đấy ông bạn mình ấy kiểu thay đổi hẳn về vấn đề tài chính và cả vấn đề bạn gái nữa luôn. Kiểu việc kinh doanh cũng dần trở nên tốt hơn này, chia tay bạn gái sau mỗi năm kiếm chục tỏi. Và rồi ông ấy có một người bạn gái khác và kiểu có rất nhiều con gái xung quanh chủ động nhắn tin cho ông ấy, chủ động tán tỉnh ông ấy. Và bạn phải hiểu rằng là khi mà để mà bạn nhận ra rằng là có một cô gái đang chủ động tán tỉnh bạn ấy, thì nghĩa là con gái nó phải thể hiện nhiều đến như thế nào rồi. Và kiểu nó rất là chủ động luôn ấy. Rồi thì nó không phải là hoành tráng giống như kiểu là bạn trở thành tỷ phú, rồi là xung quanh bạn toàn người đẹp, hoa hậu, người mẫu vây quanh bạn bla bla. Nhưng mà nó là một cái ví dụ cực kỳ thực tế về việc là khi bạn thay đổi cái nhìn về chính bản thân bạn thì người khác cũng sẽ thay đổi cái nhìn về bản thân bạn. Tất cả chỉ từ việc anh bạn mình luôn luôn nhắc nhở bản thân là mình là một người có giá trị, mình là một người hấp dẫn, mình vui tính, mình giỏi và mình giỏi thả thính. Nói nghe thì các bạn có thể thấy nó khá là ngu ngốc, nhưng mà nó chính là cái điều đầu tiên để có thể thay đổi một con người. Đó chính là tự thay đổi cái tính cách của chính mình. Và từ đó thì cách mà họ nói chuyện, cách mà họ cư xử với con gái, với những cái người xung quanh cũng sẽ khác hơn rất là nhiều. Thậm chí khi một cô gái không thèm rep tin nhắn của họ thì họ cũng chả thèm quan tâm. Khi mà bạn đã biết rằng là bạn hấp dẫn thì bạn cần gì phải quan tâm đến một người mà không hứng thú với bạn. Đấy, dù là bạn không thể thay đổi mọi thứ xung quanh bạn, nhưng mà bạn cũng có thể thay đổi bằng một việc. Từ cái việc là bạn thay đổi chính cách nhìn của bạn về bản thân bạn. Bạn có thể thay đổi từ chính cách nhìn của bạn, hành vi của bạn. Kể cả bạn chưa phải là một người hấp dẫn đi, thế nhưng mà nếu mà bạn bắt đầu cư xử như vậy thì dần dần bạn cũng sẽ trở thành một người hấp dẫn. Và dần dần cái điều đó nó sẽ trở thành chính con người bạn. Đương nhiên thì không thể phủ nhận rằng là họ còn biết biến
những cái suy nghĩ, biến mọi thứ thành hành động nữa. Họ sẽ càng ngày có nhiều kinh nghiệm với con gái hơn này, rồi là các mối quan hệ cũng sẽ rộng mở hơn. Và quan trọng là họ có thể dành thời gian để build một cái body để trông họ thực sự hấp dẫn và thực sự tự tin. Nhưng mà tất cả những điều đấy đều xuất phát từ việc bạn hành động như là một người bạn vốn đã hấp dẫn rồi. Và đấy là khi những người khác thấy bạn hấp dẫn. Và anh bạn của mình từng kể rằng là có một lần ấy thì anh ấy đến một cái nightclub. Sau đó thì anh ấy làm quen với một cô gái lạ. Xong rồi hai người đấy hôn nhau ở đấy, trước cái ánh mắt ngưỡng mộ của tụi bạn anh ấy. Và sau lần đấy cái nhìn của mọi người với anh ấy thay đổi hẳn. Kiểu từ một thằng lầm lì, xong rồi lụy tình, lụy mãi một con người yêu lại còn bị cắm sừng nữa. Rồi làm việc gì cũng không ra hồn. Và rồi sao, sau đó thì mọi thứ thay đổi một cách rất là nhanh chóng. Không phải là khoảng tầm 1 năm, chưa đến khoảng tầm 10 tháng gì đó. Việc ấy mà khiến con gái theo đuổi bạn ấy, nó nằm ở việc bạn fake ra cái tính cách của bạn là của cái người mà tất cả con gái đều muốn theo đuổi. Và mình chắc chắn rằng là bạn biết những cậu bạn đấy là người như thế nào. Trong trường học của bạn này, xung quanh chỗ bạn ở này, hoặc là trong công ty của bạn này, kiểu gì cũng sẽ có một anh chàng mà được tất cả các cô gái đều muốn theo đuổi. Đấy, chỉ đơn giản rằng là bây giờ bạn hành động và bạn suy nghĩ y hệt như họ thôi. Có thể vài người sẽ không thích và nói rằng là ôi dồi ôi, bạn này ăn nói xà lơ, lại đi xui mọi người copy người khác. Chúng ta nên là chính mình bla bla bla. Nhưng mà bạn biết có một sự thật là gì không? Những cái người mà họ thành công ấy, thì phần lớn là họ đều copy và học hỏi từ những cái người mà đã thành công trước đó. Để rồi sau đó thì họ tự phát triển thành cái của riêng mình. Cũng như kiểu bạn đọc mấy cuốn sách làm giàu thôi. Chúng ta thấy ai giỏi, ai giàu thì chúng ta đọc với họ, chúng ta học hỏi theo họ, chúng ta copy và bắt chước họ. Bạn có thể là chính bạn, độc nhất vô nhị. Nhưng mà cái giá bạn phải trả ấy, đó là bạn tốn thời gian hơn và bạn rất khó để tìm được người yêu. Và thực sự ấy, cái việc mà bạn copy những cái người thành công ấy, nó chả mất gì. Và biết đâu thì bạn còn kiếm được người yêu, bạn còn phát triển bản thân mình và khiến cho những cô gái xung quanh phải theo đuổi bạn. Ok, như vậy là video ngày hôm nay thì đến đây là hết nhá. Mình đã nói với các bạn cái cách để khiến cho con gái có thể theo đuổi bạn. Cái này nghe thì nó có vẻ lạ, nhưng mà nếu mà các bạn thực sự tin mình ấy thì cứ thử làm đi và nó chắc chắn sẽ có hiệu quả đấy. Và hiện nay ấy, thì YouTube đã có tính năng donate. Vậy nên nếu như các bạn yêu thích video của mình thì có thể ấn vào nút cảm ơn ở bên dưới video để có thể donate ủng hộ cho sự phát triển của kênh nhá. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhá. Kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.